choát cái nó kê xuống. Wow, hạnh nhiệt. Đúng chân cước. Thành chân ghê chân. Đến nơi rồi. Nhiều quá, bình tương rất là nhiều luôn. Đúng là quán truyền thống. 아 이거 봐봐 배즙으로 담근 간장게장 돼 있잖아 아... 그래가지고 여기 배나무가 많네 와 xung quanh là vườn lê kìa cả mọi người hôm nay vợ chồng Soan đến đây ăn khán trang kê trang là ghẹ ngâm tương mọi người ạ mời mọi người đi cùng vợ chồng Soan nhé đây 여기 cái quán này rất nổi tiếng Ừ. Ừ, 이게 꽃게 간장게장 왕 특대도 있고 응. 이거는 매일 그 달라 가격이 응. 매일 달라지는 거고 응. 생선조림도 있고 응. 뭐 스테이크도 있는데 우린 간장게장 먹을 거야 어 간장게장 응. 공간 của quán như thế này nhìn rất là kiểu ấm cúng với cả rất là truyền thống luôn 손 닦고 수환이 간장 간장게장 계속 먹고 싶어 하고 오빠가 여기 찾았어요. 어, 정말. 오빠 tìm được cái quán này là quán truyền thống. Và đây nhìn cũng xinh, nhìn dễ thương với cả chắc là nổi tiếng. Nhiều người nổi tiếng đến ăn ở đây. Ồ, oh, nhiều người nổi tiếng đến ăn ở đây mọi người ạ. Wow. Đúng rồi. Ui. Soan đi, thèm quá. Soan đi ăn nhiều vào đi. Ok. Chúc ta. Đồ ăn ra rồi. Nhiều món ăn phụ quá. Wow, làm một mâm luôn mọi người. Cái món ghẹ ngâm tương đây mọi người. Hấp dẫn nhỉ? Hấp dẫn quá. Hấp cha. Okay. Mời mọi người nha, mời mọi người ăn cùng vợ chồng Soan nhé. Mời mọi người ăn cùng vợ chồng Soan nha. Wow. Nhưng mà cũng phải, Soan đi ăn một lần ở Việt Nam nhưng phải 2 năm rồi. Mà ăn ở Việt Nam thì là do người Việt Nam làm ấy, chứ không phải người Hàn Quốc làm. Wow, cho mọi người xem. Giật. Nhìn ngon nhỉ? Không có phải à? Béo cực kỳ luôn mọi người ạ. À. Ăn cái này là phải nặn lên một cái như thế này để cho nặn ra như thế này. Ngon quá. Ăn cái này tốn cơm lắm này. Wow, cái này nè. Choát cái nó kê xuống. Wow. Ủa sao vậy? Ngon. Tốn cơm lắm đấy. Lúc mà chưa ăn ấy cứ nghĩ là nó sẽ bị tanh nhưng mà thực sự không tanh một tí nào đâu mọi người ạ. Thì nên có ổn rồi. Thì nên chả này. Rau ngoài chứ, rau dền làm như thế này mọi người ạ. 간장게장 있잖아. 안에 있는 걸 쫙 짜서 이게 여기다가 밥을 올려. Soan sẽ ăn thử cái này với chim nhé. 밥을 올리고. Nhìn gạch trứng hấp dẫn chứ này. Nặt vào đây. Wow. Choát. Rồi bây giờ cuốn lại. Kiểu nào? Rất là béo luôn. Ăn như này hơi giống kiểu hơi giống như ăn cái cơm ở trong mai cua ấy. Ồ. Soan thì sợ cay với mặn không cho vào. Nhìn ông bà ăn ngon thật. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Thực ra là ở đây là như thế này là không mặn lắm đâu bởi vì. Đúng rồi. Lát nữa trộn cơm vào cái mai cua này ăn này. Đúng rồi. Kiểu như là kiểu đồ ngày xưa đúng không? Cái đéo. Wow. Hán nhiệt. Một miếng hết luôn. Quan trọng.
산이 태워 오빠 점마 내 안. 그래 아니 이 게장이 맛있는 게. 간장이 맛있어. Đúng rồi. Bình thường ấy Soan kiểu không thích ăn canh tương lắm bởi vì lúc đầu ăn chưa quen nó sẽ có cái mùi ấy. Mùi kiểu mùi tương nhưng mà như kiểu bên Việt Nam mình là kiểu dạng như là tương để lâu quá rồi ấy, nó sẽ có cái mùi đấy. Nói chung ai mới ăn mà chưa quen sẽ thấy cái mùi không ăn được á. Soan cũng thế. Chưa quen lắm nhưng mà sẽ thử ăn. Ok. Ok, Soan đi theo ba. Ồ, mực sống nhưng cũng không tanh không mọi người. Hấp chứ mà như là Soan là ít quên nhận hấp. Không, nhưng mà Soan đi cho cái này ít. Ồ, cái này rau rau dền này ba, kì rừng. Kì rừng nào cũng được. Ồ, ồ, ồ. Món vừa mới. Ừ. Dì vừa mới cho thêm cái món món này nữa mọi người ạ. Không chắc mọi người sẽ không thấy lắm nha. Món này là một món ở Hàn Quốc mà Soan thấy là vô cùng kỳ lạ luôn ạ. Đây, tức là cái cơm mà cơm cháy ấy. Cơm cháy ở dưới nồi xong rồi họ sẽ lấy cái cháy đấy xong họ có thể là phơi. Họ có thể là lấy cái cháy đấy xong rồi họ phơi ra. Phơi hoặc là chiên lên. Xong rồi bắt đầu lại lấy cái phần cháy mà đã phơi đã chiên đấy xong rồi cho vào nấu thành cháo thì nó sẽ ra được cái món này. Bên này bảo là món đấy sẽ tốt cho sức khỏe mà ăn cảm thấy kiểu dạng như là nó gọi là nó khỏe trong dạ như ở bên mình ăn cháo ấy, nhưng mà cái món này thực sự là nó rất là nhạt nhẽo luôn mọi người. 약간 한식 같은데 가면 거의 다 마지막에 이제 뚫어주시잖아. 속이 약간 편해져. Thì cũng đúng bởi vì là nó kiểu không ít gia vị, nó không có gia vị gì mấy thì chắc là kiểu cảm giác như là nó chắc là hơi giống muối nước gạo à. Kiểu như thế nhưng mà Soan thấy món đấy hơi kỳ lạ. Anh Đông Du đã xin bát cơm thứ hai rồi mọi người này. Đúng rồi. Nói chung ăn món này sẽ tốn cơm ạ. Thích hợp với những người cần tăng cân như Soan. 말 많이 먹어야지 땅콩한테 넌 조금 먹으니까 땅콩 하겠냐 소아나? 아니 형도 봐라 anh có tí thế sao tăng cân được. Đến lượt cái ăn cái mai này nè. Nhìn béo thế này. 뭔가 밥만 넣어서 먹으면 진짜 ui nhưng mà phải cho nhiều cơm mới được. Soan đi sợ mặn. Ồ, nhìn cái màu sắc này. Trứng này, trứng rất là nhiều luôn. Rồi, sẽ ăn thử cho mọi người. Wow. Ngậy cực kỳ luôn. Ăn cảm giác ăn cái này sẽ tăng cân hết béo. Ăn cái này tốn cơm là mắt Soan cũng ăn hết bát cơm rồi mọi người. Đúng là ở đây có cái hương vị khác ấy. Lần trước Soan ăn ở Việt Nam là hôm đấy là ăn cua ngâm tương, chứ không phải ghẹ ngâm tương. Nhưng mà hương vị khác lắm. Thay là tại cua với ghẹ nó khác nhau hay sao ấy. Không bị khác. Tất nhiên là ở đây mát lại ngon hơn rồi. Trứng kìa. Wow, cái này chắc là anh Đông Du phải ăn 3 bát cơm luôn á. 3 bát cơm hay 4 bát cơm. Thập cờ xe cứ đứt một cái xuyên này á. Nếu cứ đứt. Wow, anh Đông Du phải 5 bát ấy. Lại thêm bát nữa. Vậy là hai đứa Soan đã ăn xong rồi mọi người ạ. Tổng thiệt hại cho bữa hôm nay là khoảng 70.000 won, là khoảng tầm hơn 1.3 triệu Việt Nam đồng. Với cái mức giá này sẽ có hai con ghẹ này, hai con ghẹ ngâm tương và tất cả các món ăn kèm đi cùng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Video này bọn Soan xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người có video tiếp theo nhé. Mong là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng Soan nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.